Nhà đất Sài Gòn giới thiệu cho quý cô chú anh chị một căn nhà tọa lạc ở quận 10 nằm cung đường Lý Thái Tổ. Diện tích sử dụng lên tới 60 m2, gồm một trệt, hai lầu. Một trệt, hai lầu có ban công nhau quý anh chị. Chạy đi, nó lộn cắt. Đây gian bếp, thưa quý vị, gian bếp đây, bếp cũng rộng rãi. Đây là toilet nha quý vị, toilet dưới trệt. Nhà gồm hai phòng ngủ và ba toilet, ban công rất là rộng. Đây thưa quý cô chú anh chị và các bạn, mình lên bắt đầu lên tầng 1 nha quý cô chú anh chị. Tầng 1 của nhà. Đây một phòng ngủ. Có cửa. Nội thất máy lạnh. Có cửa rất thông thoáng nha quý vị. Toilet đằng sau. Máy nước nóng. Đây bắt đầu lên tầng 2 nha quý cô chú anh chị. Đây tầng 2 nha quý vị. Tầng 2 của nhà có ban công. Tầng 1 thì không có, nhưng mà tầng 2 có ban công. Máy lạnh, nội thất, đồ này nọ là chủ nhà để lại cho quý vị. Đây ban công. Ban công thông thoáng. Đây, chỗ để máy giặt. Toilet trên rất là rộng rãi, cũng có máy nước nóng luôn nha quý. Nhà thích hợp cho gia đình khoảng 4-5 người ở nha, chồng hai đứa con ở thoải mái. Đây nhà nằm hẻm Lý Thái Tổ nha quý vị. Đối diện bệnh viện Nhi Đồng. Hẻm Ba Gác đi được. Đây mình đang đi bộ mặt tiền Lý Thái Tổ nha quý vị. Đây là mặt tiền Lý Thái Tổ nha quý vị. Đây, ngay khúc phải tàu bay nha quý vị. Đây thưa quý vị, đây đầu đường Lý Thái Tổ nha quý vị. Đây em đi vô nhà đây, ngay cầu vượt Ban Hai và Lý Thái Tổ, bên kia là siêu thị nha quý vị. Đối diện bệnh viện Nhi Đồng, đối diện bệnh viện Nhi Đồng, bệnh Nhi Đồng mới xây rất là đẹp. Nhà chỉ có hơn 3 tỷ thôi nha quý vị, rất là rẻ nha quý vị.